Hello các em, và như vậy anh và chị Thơ đã hoàn thành hành trình đi cứu trợ bà con bị gặp bão lụt ở miền Trung. Và sau chuyến đi đầy gian nan vất vả đấy thì anh quyết định sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi khác. Đây là một chuyến đi nghỉ dưỡng ở ngoài biển. Wow. Em thì chị Thơ thì anh sẽ cho chị đi ké. Yeah. Nhưng mà anh sẽ đặt ra chị Thơ một thử thách, đó chính là thử thách 24 giờ sống lênh đênh trên biển. Hả? Lại 24 giờ nữa, em mệt lắm rồi á. Thế em có đi không? Không đi thì xuống xe. Thôi, đi thì đi. Được thôi. Thực ra thì đây sẽ là một chuyến đi nghỉ dưỡng đích thực. Anh đã thuê một cái khách sạn 5 sao trên một con du thuyền. Thuê nguyên một cái khách sạn này em luôn? Không, thuê một phòng trong cái khách sạn trên du thuyền thôi. Thôi cũng được, lần đầu tiên chị được đi du thuyền luôn kia mà. Và cái du thuyền này sẽ đi khám phá Vịnh Hạ Long. Nó sẽ lênh đênh trên biển trong vòng 24 giờ. Còn chơi chơi gì nữa, đi em lên vui. Đi thôi. Nhiều con tàu, không biết là chị sẽ lên con tàu nào nhỉ? Cái kia là con tàu kia kìa. Đây, anh thuê con tàu đấy cho em á hả? Đúng rồi, em ngồi ở trong cái ô kia kìa. Hay là em thích ngồi lái ở phía trước? Thôi đi, thôi mình về đi. Về đi. Con tàu đấy còn tệ hơn là cái nhà ở trên sông của em á. Không phải cái này đâu. Nhỏ chưa? Rồi chúng ta sẽ đi du lịch trên con tàu này. Ôi ít ra thì nó cũng to hơn con tàu lúc nãy. Đó chỉ là con tàu trung chuyển thôi, còn chị thì sẽ được ở trên con tàu xịn sò như thế này đây. Wow. Và đây chính là căn phòng của chị. Chị sẽ vào và khám phá cho các em xem nhé. Wow. Wow. Đã quá đi thôi. Công nhận cái phòng này đã quá đi thôi kìa mà. Người ta còn bố trí cho chị và anh để mỗi người một giường nữa. Wow. Ở đây còn có cả cái bồn tắm nữa nè. Đã quá. Buổi tối chị có thể nằm đây và thư giãn. Không được, chị không thể nằm nằm đây tắm được. Bởi vì nếu mà chị nằm đây tắm, anh Điều tôi sẽ nhìn thấy hết. Oh, vậy coi như cái này không sử dụng được rồi. Chán thật đấy. Trong này là một cái nhà vệ sinh, còn đây là phòng tắm. Chị sẽ phải sử dụng cái phòng tắm này. Thật là bất tiện. Còn ở đây là một cái không gian tuyệt vời để chị có thể hóng gió. Đó, chỗ này này là để chị nằm ngắm bình minh và hoàng hôn. Thật là đã. Chỗ này thì chị sẽ ngồi đây và uống cà phê, nước ngọt. Thích quá đi thôi. Trong quá trình mà chúng ta ở khách sạn trên du thuyền thì chiếc du thuyền này vẫn đang di chuyển. Các em có thể nhìn thấy đấy, nó đi liên tục, không biết là khi nào nó sẽ dừng nữa. Chị cũng được sống như thế này. A few moments later.
đầu thúi ơi, anh có thấy đói bụng không? Mình mới ăn trưa xong, ăn gì mà đã đói rồi. Chắc là tại em đi tàu mệt quá cho nên là đói bụng sớm. Nãy giờ em ngủ không làm gì mà mệt. Vậy hả? Vậy là chắc tại em say sóng. Thôi em phải gọi đồ ăn đi. Sao mà toàn tiếng Anh thế này? Thôi đau đầu quá, bỏ quá. Hello, front desk speaking. How may I help you? Thôi chết rồi, lễ tân cũng nói chuyện bằng tiếng Anh nữa. I hungry. I need eat food. Absolutely. What would you like to get? I want eat beef noodle. Pardon me, could you repeat that, please? Beef noodle. I'm sorry, I haven't quite understood what you mean by beep noodle. Beep, 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 same, same, buffalo, big animal. Can you say that again, please? Beep, it is very different, difficult. I need chicken noodle. Oh, chicken noodle. Chicken noodle! Please wait for a short while and your food will be right with you. Thank you! Cuối cùng cũng đặt được đồ ăn. Ở đây lễ tân cũng nói chuyện bằng tiếng Anh. Mà lễ tân nói chuyện kỳ em không hiểu gì cả luôn á. Thơ này. Anh thực sự là rất quan ngại về khả năng nói tiếng Anh của em. Khả năng nói tiếng Anh của em thì sao? Anh nhớ là ngày xưa trình độ tiếng Anh của em đâu có tệ đến mức như thế này đâu. Tại vì lâu ngày không dùng em phải quên chứ. Ngữ âm thì sai rồi, mà ngữ pháp thì cũng sai tè le luôn. Nhưng mà người ta vẫn hiểu mà. Nhưng mà khó khăn lắm người ta mới có thể hiểu được em. Mà mới đầu em nói anh cũng không hiểu gì luôn. Anh cứ nghĩ là em nói tiếng nước gì chứ không phải là tiếng Anh. Nước gì là nước gì được, nước England ấy. Mà anh nghĩ là em nên đi học lại tiếng Anh đi. Tại vì sắp tới đây mình còn có nhiều công việc cần phải đi ra nước ngoài nữa đấy. Cái trình độ tiếng Anh của em như thế này thì học không được. Thôi mua sách tiếng Anh là tốn tiền lắm. Thời buổi này còn ai học bằng sách tiếng Anh nữa. Bây giờ mình có thể học qua app. Thôi, tự nhiên em đau đầu quá. Cứ nghĩ đến việc học thôi mà em cảm thấy lười, cảm thấy đau đầu lắm. Thế ăn em có lười không? Ăn có thấy đau đầu không? Anh y chang như mẹ em luôn á. Thôi được rồi, nếu mà em không chịu học ấy thì anh sẽ không trả tiền cái tô mì cho em đâu. Anh không trả tiền thì ai trả tiền? Em đâu có còn xu nào đâu. Em đem tiền đi từ thiện hết rồi mà. Thì bây giờ nếu mà muốn ăn thì em phải học thôi. Người ta sắp mang mì đến rồi đó. Thế giờ tính sao? Có học không? Mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 15 phút để học thôi. Thôi được rồi, đưa lên xem nào. Đây, đây là Duolingo, một app học tiếng Anh rất là nổi tiếng trên thế giới luôn đấy. Vậy thì mình phải dùng nó như thế nào? Rồi, dễ lắm, mấy bé lớp 1 còn học được cơ mà. Để đây anh chỉ cho. Ở đây thì có rất là nhiều ngôn ngữ cho em học. Nhưng mà anh nghĩ là tiếng Anh đối với em là quá đủ rồi. Ok, bên trong này thì có cực kỳ nhiều chủ đề luôn. Em thích chủ đề nào? Em chọn du lịch. Du lịch đúng không? Đúng. Đúng là cái đồ ham chơi. Rồi, chúng ta sẽ có cấp độ từ dễ đến siêu khó. Em chọn siêu khó đi. Siêu khó luôn. Chắc không? Thôi, bắt đầu thì mình phải bắt đầu từ dễ đến khó chứ nhỉ. Chọn dễ đi. Anh nghĩ là cấp độ vừa phù hợp với em ấy, nhưng mà thôi dễ đi. Dễ đi. Bạn đã biết một chút tiếng Anh. Rồi, bắt đầu thôi. I like coffee. Cái này là để mình nghe tiếng Anh đúng không? I like coffee. Không, em sẽ phải vừa nghe, vừa đọc và vừa dịch. Nhiệm vụ của em là dịch câu này. Em chỉ cần chọn những cái từ ở đây này. Rồi, I like coffee là tôi thích cà phê. Kiểm tra. Nhưng mà đây là chỉ là những câu dễ thôi. Câu này tôi không khỏe dễ. I not không khỏe. Khỏe là fine. Dễ. Tôi không khỏe. I'm not fine.
I am not fine. Trời, chưa gì mà đã sai rồi, câu dễ đấy. Đây, cái cơm này thì nóng đúng không? Cơm này thì nóng. Đúng rồi đấy. Cái này công nhận dễ rồi đấy. Mà khi mà chúng ta chơi cái này á, còn luyện được cả từ vựng này, rồi luyện được cả nghe nói này. Nghe nói đọc viết luôn. Đọc viết luôn. Còn có cả phần viết luôn. Nhưng mà vấn đề ấy là em phải hết sức cẩn thận bởi vì rất dễ bị đánh lừa. Chúng tôi sống ở Việt Nam. Câu này cũng có vẻ hơi khó đấy. Câu này thì có gì khó? Chúng tôi sống ở Việt Nam. Khó. Đơn giản thôi. Tôi là một cô gái, em hay nói I a girl. What? Girl. Ủa, cái gì? Câu dễ như thế mà em còn sai được à? Trả lại đây đi. Câu sau em là đúng. Đi xin cho anh mượn cho một tí. Không. Em làm như này mất hết vương miện của anh mất. Mày còn có vương miện à? Đúng rồi. Em tự lấy điện thoại của em tải về mà chơi. Thôi được rồi. Anh tải cho em đi. Điện thoại của em cũng tải được mà. Anh tải đi. Đây này. Bây giờ chỉ cần vào App Store tìm kiếm Duolingo. Nếu mà em dùng Android ấy thì em hãy lên Google Play để tải về. Cũng là app có hình cái con cú như thế này này. Con cú này dễ thương ha, không phải cú đen, cú xanh nhưng mà dễ thương. Cắm tải về, thế là lập tài khoản ra mà chơi thôi. Ok. Mà sao nãy giờ người ta chưa mang đồ ăn đến cho em nhỉ? Đúng rồi ha. Gọi lâu lắc rồi, gì mà kỳ vậy không biết. Hết đói bụng kìa. Tại vì em chơi cái này vui quá mà quên mất. Thôi bây giờ mình đi lên nhà hàng ăn đi. Thôi anh đi một mình đi. Em đang thích chơi cái này mà. Em phải học. Anh đừng có làm phiền em. Thì em chơi trên đấy cũng được, đâu nhất thiết phải ngồi đây chơi. Đúng rồi ha. Cái này mang đi đâu chơi mà chả nó bừa. Thôi đi nhanh. Chị mới khám phá được một nửa con tàu thôi mà chị đã hoàn thành mục tiêu hàng ngày của mình rồi nè. Rất là đơn giản đúng không các em? Nếu như các em cũng thích thì hãy tải app này về thử đi. Chị tin rằng nó không làm các em thất vọng đâu. Bởi vì khi mà chúng ta học thì chúng ta cũng được chơi, cho nên không hề chán một tí nào. Mới có một tí xíu thôi mà trời đã sụp tối rồi này. Chị phải đi khám phá nốt con tàu, không là trời tối mất. Wow, anh Tiểu Thúi, ở đây còn có hồ bơi nữa nè. Wow, hình như đây là hồ bơi nước ấm. Sáng mai em phải ra bơi mới được. Giới thiệu với các em đây chính là một cái sảnh lớn để chúng ta có thể tắm nắng. Ngoài ra vào buổi sáng thì ngắm bình minh, buổi tối thì ngắm hoàng hôn, rất là đẹp đúng không em? Ở đây thì người ta thiết kế làm cho chị cảm thấy rất là bắt mắt luôn. Đặc biệt là những cái ghế như thế này, màu sắc thì khá là hài hòa. Ở đây thì là màu xanh này, sau đó màu trắng, có cả màu cam nữa. Đẹp kinh khủng luôn. Và ở chỗ này hình như là chỗ cao nhất của con tàu, cho nên việc tắm nắng và ngắm hoàng hôn bình minh là tiện lợi nhất luôn. Ngoài ra ở chỗ kia còn có một chỗ cao hơn, nhưng mà chỗ đó thì chúng ta không trèo lên được thì phải, tại vì chị không thấy bậc thang đâu cả. Nếu mà chị lên được đó thì chị sẽ quay cho các em xem đẹp hơn rất là nhiều. Còn đây là chỗ của bác lái tàu, nhưng mà không biết bác lái tàu đi đâu mất rồi. Trông khá là xịn sò luôn. Các em có thể nhìn thấy ở đây có một bảng điều khiển. Chị cứ tưởng rằng lái tàu thì giống như lái xe ô tô của anh Tiểu Thúi, có một cái vòng này quay, mà không phải. Cái này giống như kiểu là lái máy bay đó các em. Chị đã xem ở trên phim, chỗ mà người ta lái máy bay đó anh Tiểu Thúi cũng giống như thế này. Công nhận xịn sò thật. Lúc này thì hoàng hôn mới thực sự đẹp này các em. Ở đây còn có dụng cụ chơi golf nữa này. Chị thì không biết chơi golf như thế nào. Thôi kệ, chị cứ chơi thử.
Quả bóng chơi golf chị nghĩ rằng nó nhẹ như quả bóng bàn, nhưng không ngờ nó có kích cỡ như vậy nhưng lại nặng hơn. Tại vì chị chưa biết chơi cho nên chị sẽ đặt gần gần thôi. Khởi đầu thì phải nhẹ nhàng, sau đó chúng ta phải đứng cân bằng, giống như kiểu chị xem ở trong phim á. Như thế này đúng không anh Tiểu Thúi? Cầm gậy sai rồi. Thế phải cầm như thế nào? Đảo ngược lại. Ok. Như thế này mới sai á, có ai đánh gôn đánh như thế này không? Không à, phải đảo xoay xoay cái đầu lại. Như thế này á hả? Như thế này thì đánh làm sao mà trúng, thà đánh như thế này còn dễ trúng hơn. Trời ơi, gần như vậy mà tự nhiên nó đi đâu mất thế nhỉ? Chị sẽ đánh lại. Đánh gôn như thế. Đánh gôn kiểu nào? Không đánh gôn kiểu này đúng không? Rồi. Chị biết kiểu này, chị biết kiểu này. Không không không, đây kiểu này. Đó. Đây là chơi pizza mà. Cái này là pizza. Wow, yeah. Chị sẽ chơi lại cho đúng kiểu nhá. Đây, chơi kiểu này đúng không? Đúng rồi, đúng như thế. Rồi, ok. Phải thẳng người lên hay là cong ta? Thẳng người lên. Đứng như thế sai rồi, đứng thẳng người lên. Sát lại một tí. Sao gần mày mà không trúng? Sao gần mày mà không trúng? Lại một lần nữa nha anh Tiểu Thúi. Ok. Chị nhất, vừa khỏe vừa người, vừa không sợ bị té. Nhưng mà đối với một người lanh chanh như chị thì cũng không được ổn cho lắm. Cho nên chị phải đạp từ từ. Đó, đạp như thế này thôi. Mỗi ngày thì chúng ta cần phải vận động để khỏe mạnh. Ở đây thì ngoài hồ bơi, sân chơi golf còn có cả phòng tập gym nữa. Anh Tiểu Thúi thì nên tập cái máy này đi. Anh Tiểu Thúi cũng gầy gò ốm yếu quá mà. Khi mà đi tập cái này thì chúng ta cũng không nên mặc cái váy như của chị, rất là khó tập. Thôi, đủ rồi đấy, hình như em đã đạp xe được 2 phút rồi. Đáng tiếc là hôm nay chị dậy hơi muộn do buổi tối hôm qua mãi mê câu mực nên không ngắm được bình minh. Nhắc đến chuyện câu mực lại thấy buồn, câu cả buổi tối đến đêm mà chẳng được con nào, bởi vì mùa này không phải mùa mực mà. Nhưng dù sao, trong chuyến đi này chị cũng đã có rất là nhiều trải nghiệm thú vị. Nó giống như một kỳ nghỉ dưỡng thật tuyệt vời đối với chị. Trên tàu rất đẹp, sạch sẽ, tiện nghi, các anh chị nhân viên cực kỳ thân thiện và vui vẻ, đem lại cho chị trải nghiệm cảm giác hơn cả 5 sao. Và chắc chắn lần sau chị sẽ quay lại để khám phá hết tất cả các trò chơi và dịch vụ ở nơi này mà chị đã bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.